Cố vỗ. Đập đập. Đập vào tay, đập vào người cũng là hai. Vậy tại sao hai cho ở lại là chụp ảnh? Bởi vì theo công nghệ chụp ảnh hồi xưa, bây giờ chỉ cần ấn một cái là chụp ảnh đúng không? Công nghệ chụp ảnh hồi xưa đại khái là nó khá là làm nhằm, phải có cái đập đập để đập đập vào thì mới chụp ảnh được. Cho nên là người ta sử dụng cái từ pie chart là chụp ảnh. Cái từ pie này nghĩa là đập, là vỗ, được chưa? Được chưa? Thế đập vào tay này. Thế pie chart là gì? Vỗ tay nhá. Mình có nói là đập tay không? Đập tay lại. Như này là đập tay này đúng không? Còn như này là vỗ tay. Hai sổ nhá. Được chưa? Thế thế nào mình lại mở rộng ra thêm một tí nữa này cho thêm từ từ mới nhá. Hai sổ là vỗ tay. Rồi, câu đầu tiên nào. Hoặc nào? Hai sổ tiền. Nghĩa là? Chụp ảnh. Rồi, chụp ảnh. Nhà nào? Chính bạn của bài y trang trọng. Y trang trọng. Chính bạn của bài. À, chính bạn của bài. Y trang trọng là gì? Hãy giúp tôi chụp một bức ảnh. Rồi, đi ra ngoài đường nhá. Hoặc đi rồi Trung Quốc nhá, không biết nói như nào. Đứng và đưa xong rồi ấy nhá. Đi ra hiệu nhá, nói câu này nhá. Rồi, xung đọc câu này nào. Rồi là giúp tôi chụp ảnh. Rồi thế nào nào, chỉ phao của ai đi trang trọng. Rồi hãy giúp tôi chụp một bức ảnh. Rồi tiếp theo động từ này là hôm hôm sau kiểm tra lại câu này nhá, cô nhớ không nhá, cô quan trọng nhá, quan trọng. Chị em mình hay chụp ảnh này đúng không, chị em cứ hay chụp ảnh đúng không, cô nhờ chụp ảnh là quan trọng nhá. Rồi từ tiếp theo là bản. Bản là gì? Quyển, cuốn, lượng từ của sách vở nhá. Đi vào chưa? Nhớ chưa? Rồi, câu đầu tiên là liáng bản su. Liáng bản su là gì? Hai quyển sách. Hai quyển sách, rồi, giúp nào? San bản giá trị. Giá trị, san bản giá trị là giá trị. Ồ, san bản giá trị. Giá trị. Ừ, là không, giá, giá trị là tạp chí, ba cuốn tạp chí nhé. Rồi tiếp theo nào? Y bản sứ tiện. Y bản sứ tiện là gì? Sứ tiện là từ điển. Rồi cái từ điển là Trung Việt là gì? Từ điển Trung Việt là gì? Từ điển Trung Việt là Trung là Trung Việt là Yue Trung Yue sứ điển nhá. Thành phần quan trọng nhất để sau nhá. Đúng không? Thành quan trọng nhất là sứ điển để sau nhá. Trung Yue sứ điển. Được chưa? Từ điển Việt Trung là Yue Trung sứ điển. Rồi mọi người cứ nhớ cái từ sứ điển là gì nhỉ? Sứ điển là sư. Rồi mình có từ bản sư là gì? Bản sư. Bản sự. Bản lĩnh đó. Xem phim hay có cái câu đấy. Đang nấu cơm này, xong rồi có một bạn ở ngoài, bạn ấy cứ chê chê mình nấu không ngon. Xong mình nói là dấu bản sự thì vào đây nấu cơm. Có cái có biết cái từ đấy không? Nghe từ đấy quen quen đúng không? Bản sự, bản sự là bản lĩnh, khả năng. Được chưa? Rồi có bản lĩnh thì vào đây mà làm đi, có giỏi thì vào đây mà làm đi, thì là dấu bản sự. Yeah, vào đây mà làm đi, được chưa? Thế tiếp theo nào? Phiếu. Phiếu là gì? Vé. Vé là hoặc là phiếu. Phiếu đây là kiểu phiếu ăn á. Phiếu ăn mình sẽ dùng cái từ phiếu, được chưa? Rồi từ đầu tiên nào? Truy mải phiếu. Truy mải phiếu là gì? Đi mua vé. Đi mua vé, rồi đúng không? Điện ảnh, điện ảnh, phim. Điện ảnh, phim là vé xem phim. Vé xem phim rồi. Hỏa xe, phim. Hỏa xe, phim là gì? Vé tàu. Tàu gì? Tàu gì? Đúng rồi, tàu cao tốc. Tàu điện ngầm là gì? Vé tàu điện ngầm là gì? Đi tàu, phim.
rồi có cái gì mà có phiếu được nhỉ? Cái gì có phiếu được? Nghĩ xem có từ gì, có từ là vé là phiếu. Vé gì nữa? Vé bay. Vé bay rồi. Vé bay là gì? Say chi. Theo. Rồi vé bay nhá. Thế theo rồi tiếp theo là mấn theo. Mấn theo là gì? Vé vào cửa rồi. Câu đầu tiên nào? Mải mấn theo là mua vé vào cửa. Đúng rồi, tức mua mấy cái vé vào mấy khu du lịch á, là mấn theo, phải mua vé vào cửa đó. Thế theo nào? Công viên mấn theo. Công viên mấn theo là vé vào công viên. Ừ, vé vào công viên là được nhé, vé vào công viên. Rồi. Từ tiếp theo nào? Ixia là gì? Một vài nhá. Rồi, câu đầu tiên luôn nào? Ixia y phủ. Ixia y phủ. Y phủ là gì? Một vài chiếc quần áo. Rồi, tiếp theo là nhà? Ixia tung xì. Ixia tung xì là? Một vài món đồ. Rồi, giúp nào? Khan sang chui. Khan sang chui là? Xem ra, trông có vẻ, xem ra. Rồi. Câu đầu tiên đó. Khăn sang chuyên khẩn lệ. Là? Trông có vẻ lệ, rất lệ. Lệ, à là rất mệt. Mệt, rất mệt, rồi. Tiếp theo đó. Khăn sang chuyên khô khai xin. Rồi, là sao? Trông có vẻ không vui. Trông vẻ không vui, giống như là một câu khăn sang chuyên nào. Anh ấy nhìn có vẻ làm sao? Rất nhiều từ học rồi. Nhớ trong cái từ phần khởi động không? Từ phần khởi động mình học đúng không? Buồn này, thất vọng này, ngạc nhiên này. Nhớ không? Rồi, vẫn dụng. Nhớ đấy. Nhớ chưa? Ok. Hôm nay, xe sang khơ. Thà gắn sang chui. Hôm nay, xe khơ tớ. Sứ khơ. Đúng không? Hôm nay, lúc ta học đúng không? Chúng ta làm ngày hôm nay đúng không? Hôm nay, ta xa khở tờ sử hộ. Rồi. Khám sản truy bu khai xin. Rồi. Nghe nào dù. Hôm nay tan làm. Không, chúng ta phát tờ sử hộ. Rồi. Ba mẹ khai sang truy mua khai xin. Rồi. Thế nào đó? Ai cũng sau từ nãy là toàn khai xin, thế khác từ khác đi. Ngạc nhiên là chinh nhạ, chinh nhạ. Thất vọng là sư vọng, sư vọng. Chinh nhạ, tha khai sang truy. Chinh nhạ. Nào. Chinh nhạ. Chinh nhạ. Khai sang truy hẳn chi nha. Rồi, đó rồi. Tiếp theo nào, từ tiếp theo là gì đấy nhỏ? Nhà nào? Hảo quán. Hảo quán là gì? Hảo vui ạ. Chơi vui. Chơi vui nhá, hảo quán là chơi vui. Rồi, dung nào? Hấn hảo quán. Hấn hảo quán là gì? Rất vui. Rất vui, rồi. Hôm nay phân sáng hảo quán. Rồi. Và hôm nay cũng đúng vui. Đó rồi. Từ tiếp theo nào, yêu toàn được học rồi ấy nhỉ? Từ tiếp theo là gì ở giờ nhà? Lệ. Lệ, lệ là gì? Mẹ. Rồi, giúp nào? Nhớ tiện lệ. Nhớ tiện lệ là? Không, không nha, dịch như nào nhà? Nhớ tiện lệ. Mệt một chút. Không ạ. Hơi mệt nhá. Hơi mệt. Tiếng Việt của mình có nói là có ngủ mệt một chút. Nhưng mà không, bây giờ ví dụ chỉ trả lời là nhớ tiện lệ thì mình dịch ra là hơi mệt nhá, nhớ tiện là hơi hoặc là một chút, có một chút. Ở đây nhớ tiện là y tiện, hôm trước chị nói có chút như nào nhỉ? Nhớ tiện cộng với cái gì? Động từ hoặc động từ gì? Hoặc cái gì ở Ngọc? Để hôm trước mà đi nó lại rồi. Đúng rồi, động từ hoặc tính từ có thái độ là
là động từ động động tính từ động từ khi người có nguyên từ tính từ có mấy ý nghĩa chứ khoai nghĩa nhanh một chút khoai nghĩa tính từ đúng không tính từ có với cả ý nghĩa mang ý nghĩa gì nhỉ ý nghĩa là cầu kiến nhá. Rồi, chúng mình ghi hai cấu trúc của bạn đi. Chưa học rồi đấy. Chị đi số. Ô, xong rồi bé nhất lớp. Em với cô 15 đấy. 15 là hôm nay bao tuổi? 15 nhất là 19 tuổi. Chị gái. Rồi, có tiếp theo nào? Nghỉ chín thiên lệ mà. Nghỉ chín thiên lệ mà là gì? À, hôm nay bạn có mệt không? Thế bạn có mệt không? Rồi, nhà nào? Tôi đó. Từ câu dưới. Bảo cụ lệ cụ lệ. Lệ là sao? Lê. Rồi, bảo cụ lệ cụ lệ là gì? À, chạy có mệt không? Chạy có mệt không? Được chưa? Bổ sung thêm nhá, bổ sung thêm về ý nghĩa của ai? Là đam mê nhá, đam mê học tiếng Trung. Đam mê tiếng Trung. Được chưa? Yêu và đam mê nhá. Rồi, cái tiếp theo là lơ. Lơ. Nhẹ nhàng hay lơ? Lơ là gì? Rồi. Nào, giúp đọc nào. Chúa thêm nhỉ. Dạ chị đi. Trong này nó dài dài ra để lơ bất chữ. Chủ thiên làm sao? Chủ thiên nghỉ chua sớm mơ lâu. Rồi, chủ thiên nghỉ chua sớm mơ lâu là gì? Hôm qua bạn làm gì? Hôm qua bạn làm gì? Rồi. Đúng rồi, hôm qua bạn làm gì rồi nhá? Hôm qua làm gì rồi? Được chưa? Tiếng Việt, kể cả tiếng Việt của mình thêm cái chữ rồi mấy câu mình cũng nghe là cái sự nhấn mạnh là đã làm rồi. Đúng không? Cô ngọc nào? Nghỉ mãi sớm mơ lâu. Nghỉ mãi sớm mơ lâu là gì? À, bạn mơ gì không? Bạn? Mua gì rồi? Chị thì sao có câu mà cô xin lơ ở giữa? Tí nữa rồi nói. Chưa rồi, tiếp theo nào? Một là không khí. Không khí. Rồi. Không khí ạ. Không khí nhá. Tiếp theo? Không khí rất hảo. Không khí rất hảo là gì? Không khí rất tốt. Rồi, tiếp theo nào? Không khí rất tốt, tiếp theo? Không khí không thay hảo. Rồi. Không khí không tốt lắm. Rồi. Tiếp theo, có cái từ đi với cả không khí và đồ ăn thể hiện sự tươi mới nó bằng cái từ fresh trong tiếng Anh là gì nè, Ngọc đọc nào. Không khí phơi trắng, xinh xinh. Rồi, không khí rất là tươi mát, trong lành, mát mẻ, đúng không? Từ xinh xinh này nhá, dùng cho đồ ăn. Hôm nay có đồ ăn thì tươi không? Món gì ngon không? Là xinh xinh lắm. Dùng cho đồ ăn và không khí nhá. Rồi, đọc lại từ mới của hôm nay nào. Sơn cơ. Sơn cơ. Sơn cơ. Rồi, lơ. Y xia. Y xia. Y xia. Y xia. Tham quan. Tham quan. Tham quan. Tham quan. Quốc vụ quản. Quốc vụ quản. Quốc vụ quản. Quốc vụ quản. Công viên. Công viên. Công viên. Công viên. Phi trường. Phi trường. Phi trường. Phi trường. Mến票. 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 Mến票.票.票. Lệ. 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 Khăn sang chui. Khăn sang chui. Khăn sang chui. Khăn sang chui. Hào vãn. Hào vãn. Hào vãn. Hào vãn. Phong cảnh. Phong cảnh. Phong cảnh. Phong cảnh. Mỹ. 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 Không khí. Không khí. Không khí. Không khí. Phái. 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 Lý. Lý. Rồi, cái từ lý này của trước mình học rồi, chị không cho vào đấy nhá. Lý là bên trong đúng không? Bẩn. Bẩn. Bẩn.
些đúng không? Câu tiên là đọc cái gì nhỉ? Nhà đọc nào? Trước tiên, tôi mua một số đồ. Chị đang nghe là một số rồi đấy. Một số. Lại nào? Trước tiên, tôi mua một số đồ. Rồi, cái kia là một số, đúng không? Một số. Khác, một số. Khác nhau nhé, bởi vì kia là thanh 4 nên là thành một số. Còn cái này là thanh 1 nên là một số, đúng không? Rồi, giúp nào? Tiếp theo là rồi. Ta hẳn ai, ta hẳn là người cũng đâu. Rồi, là gì nhỉ? Tôi rất yêu bạn gái của anh ấy. Tôi rất yêu bạn gái. Anh ấy. Ủa alo, Đi chợ. Rồi, tiếp theo nào? Tôi muốn mua 几本中文书. Rồi, nghĩa là? Tôi muốn mua vài quyển tiếng Trung, sách tiếng Trung. Tôi muốn mua hoặc tôi cần mua đúng không? Rồi, tiếp theo nào? Bạn喜欢拍照片. Rồi, bạn có thích? Bạn có thích chụp ảnh không? Rồi, bạn giúp tôi chụp ảnh được không? Nói như nào? Chỉ có thể bạn có thể giúp tôi chụp ảnh được không? Trao cửa biên mà giống như cái câu trong cái bài hội thoại ấy. Tả cửa tiêu khoa không có được thay thay à, bạn có thể à câu vừa rồi là gì ạ? Nǐ kě yǐ bāng wǒ bài chào biên ma hai chào biên ma. Ừ, thì nói là gì? Sorry. Thì cứ bao của ba, bye, cho, thiên ma. Bạn có thể giúp tôi chụp kiểu ảnh được không? Rồi, cái từ ai là yêu, không từ người yêu là gì? Ai lớn là gì? Đoán xem ai lớn là gì? Nói từ ai đứng ra là mình sẽ xác định bố mẹ là người này sẽ là chồng mình, người này sẽ là vợ mình, giống như kiểu là sắp cưới á. Đó. Cho nên là khi mà bình thường nếu mà mình chưa xác định lắm thì mình không dùng từ ai đứng nhá. Được chưa? Không phải trong thế giới hiểu anh như là ai đứng thì người đối diện mình người ta sẽ hiểu là sao là sắp cưới đó. Dùng thế dùng là gì ạ? Người phóng nhau, nán phóng nhau, thế là bạn trai thôi. Được chưa? Nên chị để dặn cái quả đấy của mình nhớ nhầm, ai đứng là người yêu, biết là ai đứng là người yêu rồi. Người yêu trong trường hợp mà này thì Trung Quốc người ta sẽ hiểu là sắp lấy chắc là sắp cưới đó. Đã xác định, phải xác định được đây là chồng mình, đây là vợ mình thì mới gọi là ai đợt, được chưa? Rồi, bắt đầu đến phần ngữ pháp của từ lơ nhá. Từ lơ là sao? Biểu thị sự hoàn thành. Trong câu có từ lơ, mình sẽ biểu thị sự hoàn thành đúng không? Rồi, nhà đâu nào? Hôm qua bạn mua cái gì rồi? Trả lời. Mua là gì? Tôi mua quần áo rồi. Rồi. Thế tại sao giờ mình có thể nói là mua mải là y phủ? Có thể nói như vậy đúng không? Đặt cái chữ là ngay sau chữ mải đúng không? Nhấn mạnh. Ví dụ mình trả lời là mua mải y phủ là mua quần áo rồi. Nhưng khi mình nói mua mải là y phủ, tôi đã mua quần áo rồi đấy. Tức là tôi mua rồi và là mua quần áo. Được chưa? Nhấn mạnh là hành động của mình là mua rồi. Tôi có hiểu không? Câu nói này, tôi mua quần áo rồi. Và tôi mua quần áo rồi đấy. Tôi đã mua rồi. Đặt chữ L ở đây là tôi đã mua rồi và tôi mua quần áo. Được chưa? Đại khái là có chữ L nhấn mạnh sự hoàn thành nhé. Biểu thị sự hoàn thành. Mỗi người đặt một câu chữ lơ nào.
rồi của chị khứ này là gì? Rồi nhưng chưa đủ 10 chữ. Chi thiên, chi thiên, của hứa của là ma mà chi hứa này là rồi tốt. Tiếp theo nào, dung nào? Rồi, đi. Nǐ zuòtiān dǎ qiǔ lè mèi yǒu?
你昨天打球了没有？你昨天打球了没有？昨天啊。
chiếu là mấy điểm? Rồi, tiếp theo nào? Của mấy tả chiếu? Của mấy tả chiếu là gì? Họ có thể trả lời tắt là của mấy tả, rồi nghĩa là hôm qua bạn có chơi bóng không? Tôi chưa chơi. Tôi không chơi. Vẫn dịch là tôi không chơi. Hôm qua bạn chơi không? Tôi không chơi, được chưa? Vẫn dịch là không chơi nhá. Nghe tôi chưa chơi thì nghe nó hơi tiếng Việt của mình đâu có nói vậy đâu đúng không? Cái gì là tôi không chơi nhá, mình vẫn hiểu. Mình hiểu cấu trúc là không dùng phủ mà dùng mấy, được chưa? Tôi tiếp theo là nhà nào? Nhị sang cơ xin chi mải mấy mải y phủ. Rồi. Của mấy mải y phủ. Sang bần. Nhị sang cơ xin chi. Đâu, tuần trước chứ. Sang cơ xin chi là tuần sau ấy. Nhớ không? Tuần trước bạn mua quần áo chưa? Tôi chưa mua. Rồi. Thế tuần này là gì? Trigger. Chưa mà. Rồi. Trigger hoặc là trigger đều được nhá. Trigger xin chi. Rồi mình đến với phần hội thoại nhá. À phần hội thoại trong sách nhá. Nào đến bài khóa đầu tiên nào. Chị, 你买了什么？我买了。田中，上个周末你做什么了？我买了一些东西。你买了什么？我买了几件衣服和一双鞋。